tệ lắm. Năm nay mình 7 tuổi, mình học lớp 1B trường tiểu học Nam Thành Công. Mình rất thích đọc các quyển sách, đặc biệt là sách của nhà xuất bản Nhã Nam. Hôm nay mình sẽ đọc chuyện Em Muốn Nuôi Chó cho các bạn nhé. Mình sẽ đọc ngôn ngữ của loài chó. Khi không hài lòng, chó thường thầm khừ và nhe răng nanh ra. Khi trời quá nóng, nó sẽ thè lưỡi ra. Để làm quen với bạn mới, chó thường hít mông con kia. Khi loài chó tè mục bã thì nghĩa là con được đánh dấu lãnh thổ của mình, còn con cái thì thu hút sự chú ý. Khi vui, chó thường sủa ngắn và vẫy đuôi, hoặc nó sẽ nhảy lên và liếm vào người chủ. Một ngày hoàn hảo, chó thường ăn một vài bữa mỗi ngày trong bát đựng thức ăn riêng. Chó rất thích đào những cái hố, nó say mê việc này. Khi ở nhà, chó sẽ canh cửa và báo cho chủ khi ai đó đi tới. Khi đi ra ở ngoài, có thể nó sẽ tè và ị lên người chủ quyền, chuẩn bị sẵn đồ để dọn sạch. Chó thường ngủ 10 đến 15 tiếng mỗi ngày. Chúng có thể ngủ ở bất kỳ nơi nào nhưng vẫn thích hơn khi có chút tiện nghi chứ. Chào các bạn.